Xin chào các bạn, tiếp tục video hôm nay mình sẽ tiến hành gia công bánh răng 3 tầng của máy cài tay. Anh chủ xe muốn bánh răng này có thể gắn được 4 vòng bi, tức là mỗi bên sẽ gắn 2 cái. Nếu mà mình đóng 2 vòng bi thì chiều sâu của lỗ bi sẽ khoảng 24mm, nhưng nếu tiện sâu thêm vào thì sẽ làm yếu phần ống và bánh răng. Ở đây phần ống có đường kính là 45mm, còn vòng bi là 40mm, tức là mỗi bên sẽ dài chỉ khoảng 2,5mm, sẽ bị mỏng và dễ bể trong quá trình vận hành. Nên mình sẽ làm bánh răng mới, có phần liên kết giữa ống và bánh răng dài hơn và dày hơn.
Bước tiếp theo mình sẽ lan răng. Bánh răng này có hai tầng nhỏ là module 2.5 và một tầng lớn module 3.25. Mình sẽ bỏ thêm căn lỗ để gá lên trục giữ phôi. Trục số răng mình sẽ gắn thêm bánh răng 29 vào. Ở đây chiều sâu của răng ít hơn chiều sâu chuẩn của module. Mình sẽ ví dụ bằng cách tính chiều sâu chuẩn của module 2.5. Mình sẽ lấy 2.5 x 2.2 bằng 5.5 và chia cho USIC máy lăn là 25.4 sẽ bằng 0.216. Số này là số vạch mình phải quay để có chiều sâu chuẩn của module 2.5. Còn những bánh răng có chiều sâu ít hơn mình sẽ tính như sau. Mình sẽ đo thực tế đường kính của bánh răng là 77.5. Và mình sẽ trừ cho đường kính đáy của răng là 67.9 sẽ bằng 9.6. Và mình sẽ tiếp tục chia cho 2 sẽ bằng 4.8. Rồi tiếp tục chia cho USIC là 25.4 sẽ bằng 0.18. Như vậy mình sẽ quay USIC ít hơn USIC chuẩn khoảng 3 vạch. Tiếp đến là tầng thứ hai có số răng là 21. Tiếp theo là tầng răng cuối cùng, mình sẽ thay gieo lăn khác và thay nhông số răng để có số răng mong muốn.
Sau khi lăn răng xong, mình sẽ tiến hành mài vét nhọn các cạnh của răng. Điều này sẽ giúp hai bánh răng dễ ăn khớp vào nhau trong quá trình chuyển cấp. Phương pháp mài thủ công này sẽ hơi tốn thời gian một chút. Đương nhiên sẽ có những loại máy móc chuyên dụng sẽ giúp việc vét cạnh răng hiệu quả hơn. Ở đây mình không có thì đành mài thủ công thôi. Sau khi mình đã mài vét các răng xong, mình sẽ gửi đi xử lý nhiệt để tạo độ cứng và độ bền bỉ cho bánh răng. Và đây là bánh răng sau khi đã xử lý nhiệt. Mình sẽ tiến hành tiện lại lỗ vòng bi. Mình sẽ đặt thêm một vòng ở đường kính ngoài của bánh răng để dễ dàng kẹp hơn trên mâm kẹp. Ok, đây là ống bánh răng 3 tầng của máy cài tay mình đã gia công xong. Mình đã tăng độ liên kết giữa bánh răng và ống để có thể gắn được hai vòng bi trên mỗi đầu của ống bánh răng. Video của mình sẽ kết thúc ở đây. Nếu các bạn có thắc mắc hoặc góp ý thì hãy bình luận ở phía dưới. Cảm ơn các bạn đã xem. Bye bye.